Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với 500 Pro Series. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với loạt trận tiếp theo. Một trận thi đấu sẽ hứa hẹn vô cùng những cái điều hấp dẫn khi mà Fire Hunter đối đầu với đó là các thành viên của Revolution. Một team ở thời điểm hiện tại đang là top 1 và một team đang ở vị trí top 2 và họ chỉ cách nhau có một vài điểm số mà thôi. Hai đại diện cực mạnh và có lẽ là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua lại một chút về bảng xếp hạng thì hiện tại để anh em có thể rõ theo dõi hơn về trận thi đấu này. Vâng, đây bây giờ chúng ta đang được thấy là Fire Hunter họ kém còn 9 điểm so với bên phía Revolution. Và nếu mà bây giờ Fire Hunter họ thắng được một cái trận đấu gọi là 2-0 trước Revo thì hoàn toàn nó rút ngay cách biệt xuống còn 3 điểm thôi. Rất ngắn ngủi, trong đó Revo họ thi đấu 12 trận, tức là nhiều hơn Fire Hunter. Hoàn toàn Fire Hunter có cơ hội để có thể vươn lên. Còn nhìn về các đại diện phía sau như là Paradise, FBC thì gần như là sẽ rất khó để họ có thể tranh đoạt cái ngôi vị đầu tiên với Revo và Fire Hunter rồi. Vâng, chúng ta nhìn qua về bảng xếp hạng này thì vẫn có thể thấy được sự bá đạo của các thành viên Revolution khi mà họ chưa hề thua một trận thi đấu nào. Chưa hề thua bất kỳ map thi đấu nào ở giải 500 Pro Series này của chúng ta cả. Và Revolution thì họ có đặt ra một cái chỉ tiêu đó là sẽ chiến thắng tất cả các map và không để thua bất kỳ một trận thi đấu nào cả. Với 36 điểm vừa 12 trận, đó vẫn là một hiệu số quá kinh khủng đối với cả Revolution. Và có lẽ là chúng ta sẽ điểm qua về lineup. Vâng, bây giờ cái vị trí của Rabutan đang là EGL bên phía Revo chắc chắn rồi. Cùng đó support là T, Oper là Fox, Tanker thì vẫn là Jason Trường cùng với đó là Cool Steel rồi. Vâng, và giờ chúng ta đến với cả line up bên phía của Fire Hunter ngày hôm nay thì họ ra quân với đội hình gồm Ku, Aiden Trường, Homer, Crazy Guy và Piano. Vẫn là những cái tên rất quen thuộc thôi. Một vị trí top 2 dành cho Fire Hunter thì điểm hiện tại cũng có thể nói là rất mạnh và rất thành công rồi. Với sự có mặt của Crazy Guy, tuy nhiên thì mặc dù có cho mình những cái siêu sao trong đội hình, nhưng Fire Hunter có vẻ như là vẫn chưa thể bá đạo được như Revolution với 36 điểm qua 12 trận thi đấu. Tôi thấy rằng là Fire Hunter họ đang bị lệ thuộc quá nhiều vào cái phong độ của Crazy Guy. Tức là Crazy Guy gần như là tách biệt hoàn toàn so với các player còn lại của Fire Hunter rồi. Họ bị yếu thế hơn quá và Crazy Guy đã phải cố gắng khỏa lấp vào tất cả những khoảng trống của các player còn lại. Đấy là một cái điều mà bên phía Fire Hunter họ đang khác so với bên phía Revo. Các player của Revo bắn rất là đều nhau, tôi thấy thế. Và ở loạt trận thi đấu BO3 này của chúng ta thì chúng ta có 3 map thi đấu, đó là Train được pick bởi các thành viên của Fire Hunter. Map thi đấu thứ hai đó là Mirage được pick bởi Revolution. Đây là một lượt BO2, vẫn là đang là những lượt BO2 thôi. Rất hứa hẹn thôi. Vậy là Train và Mirage. Tuy nhiên thì ở map thiếu đôi Train, mình nghĩ là sẽ là một quyết định khá mạo hiểm tới từ Fire Hunter khi mà Revolution thì map thiếu đôi Train này gần như là một best map của họ. Và trong những cái lần mà thi đấu ở những giải quốc tế thì Revolution họ thường xuyên pick cho mình ở cái map thiếu đôi Train này. Vâng, thực ra thì nhất là bên phía Fire Hunter, tôi thấy là họ pick map thì Revolution họ sẽ bắn được CT trước, họ sẽ có được những cái lợi thế rất lớn ở trong cái lượt first half. Nó sẽ khá là nguy hiểm nếu mà Fire Hunter để cho Revolution lên được khoảng 10 đến 11 round thôi. Nó cũng là một cái rất là đáng sợ rồi. Tại vì Revolution họ có thể sử dụng những cái round thắng đấy và ép luôn về một cái chiến thắng ở map trên. Một cái map pick của mình với Fire Hunter. Và về lượt đối đầu lần này thì tôi nghĩ rằng là để nói về mặt skill cá nhân thì bên phía của Fire Hunter họ không thua thiệt so với Revolution. Nhưng có lẽ là cái điều mà họ đang thiếu đó là về vấn đề teamwork, khi mà Revolution là một cái lineup mà có thể nói là họ đã thi đấu với nhau khá là lâu rồi, rất lâu rồi. Và trong khi đó thì Fire Hunter gần như là một team mix mới ở thời gian gần đây mà thôi. Player trẻ được ghép vào như là Piano này, Ku này, đó và cả Aiden Trường nữa.
Họ sẽ cần phải có thêm thời gian để có thể gọi là đoàn kết cũng như là hỗ trợ nhau tốt hơn. Trong khi đó thì ở lượt đối đầu lần này giữa Fnatic và Revolution thì có một điều khá thú vị khi mà một cặp anh em sẽ đối đầu với nhau. Các Đó anh em. là Aiden Trường và Jason Trường. Các anh em mà không biết được là ai sẽ là cái bên chiến thắng đây. Có vẻ như trận đấu thì đây rồi, trận đấu được bắt đầu Vâng, và có rồi. lẽ là À chúng ta không, nên chuyển về CD Game chưa? vẫn chưa mới vào Rapisode nhưng mà vẫn chưa thấy hai player quay lại và mỗi bên đều đang có bốn người thôi. Vẫn đang Vâng. bị mất mất thời gian một chút, không sao. Vâng, và có vẻ là thông tin được báo về đó là một trong những player ở trận thi đấu này họ đang gặp một chút vấn đề, đó là vác Euro và cần phải verify lại game, và chúng ta sẽ mất một vài phút thi đấu delay một chút. Vâng, trong lúc đấy thì bọn tôi, Hakaster, Cheese và Cờ sẽ tiếp tục giao lưu với anh em thôi. Nhìn qua về trận đấu này đi, tạm thời thì bây giờ Cường sẽ dự đoán gì về cái tỷ số ở trong cái trận đấu này, map thi đấu đầu tiên? Tôi nghĩ là với cái mục tiêu mà Revolution đặt ra, đó là không thua một map thi đấu nào, cộng với việc hai map ngày hôm nay đó là The Train và Mirage, thì tỷ số có lẽ vẫn sẽ là 2-0 dành cho Revolution thôi. Họ vẫn đang là một đại diện quá mạnh ở khu vực Việt Nam. Thực ra thì tức là Revo thì họ chắc chắn họ sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với bên Fighter, và cái tỷ số 2-0 gần như là một cái tỷ số mà nó sẽ được định sẵn một chút, thì khoảng đến 70-80% là Revo thắng, tôi nghĩ thế. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ chúng ta chỉ dự đoán tỷ số round thôi. Đấy, thì nó sẽ sát hơn một tí. Ở map thi đấu The Train thì có lẽ là tôi dự đoán nó sẽ rơi vào khoảng tầm 16-11 16 11 dành cho Revolution. một cái tỷ Map thi đấu Mirage số thì có lẽ nhá, có lẽ có sẽ kết thúc lẽ sớm hơn. Nó sẽ rơi vào tỷ số khoảng tầm là 16-9 thôi. 16-9 hoặc 16-10 gì đó thôi. đúng vậy, tức là cái khả năng thi đấu ở cái map thi đấu đầu tiên này nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến các thành player của bên phía Fnatic. Nếu mà họ ít nhất là họ có thể kéo về được một cái thế trận ổn so với Revo thì họ vẫn còn còn hy vọng để mà thắng ở cái map thi đấu sau. Còn nếu mà họ để thua quá sớm, quá sâu thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Còn về mặt dự đoán của tôi, thì tôi nghĩ rằng là bên phía Revo họ sẽ thắng được ở cái map này, nhưng tôi nghĩ tỷ số sẽ xích sao hơn một chút, nó vào khoảng 16-13 dành cho bên phía Revo chứ. Và với việc mà Revolution đã được xuất phát ở bên City Side trước, tôi nghĩ là sẽ hơi khó cho Fnatic, nhưng mọi việc thì đều có thể xảy ra cả, và đây cũng là map pick của Fnatic. Đúng vậy, có thể họ sẽ chuẩn bị một cái con bài tẩy nào đó mà chúng ta không thể ngờ đến. Bên phía Revo có thể cũng không ngờ đến, họ chắc chắn sẽ gặp một vài cái điều gì đấy nó bất ngờ và Vâng, khó và có lẽ khăn. là một chút thông tin ngoài bên lề thì tôi sẽ nói một chút thông tin gọi là vui vui một chút cho anh em, đó là Bomben vừa uống rượu và đi đá bóng. À, uống bia uống bia nhưng mà bây giờ vẫn đi đá bóng. nhầm. Đúng vậy. Uầy, lúc nãy tôi cũng có thấy Bomben nhưng mà tôi thấy đi kiểu nó hơi bị nghiêng nghiêng ra Hơi hơi bị hơi lệch bánh một tí đúng đây 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 lắc 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 Nó không đúng quỹ đạo của một người cục tỉnh cho lắm. tí nữa vào sân là thành Messi, kiểu dê cũng lắc 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 ra một Không, tí. lại 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 là Bomben có bảo là tí nữa anh ra sân là chỉ gọi là vị trí IGL quát thôi. Quát quát quát. Đấy, chỉ gọi là bên ngoài chỉ trỏ năm ngón thôi. Nhưng mà chưa biết ở đâu nhá. Khi mà người say rồi người ta có thể làm mọi thứ. Tầm mà tự nhiên hứng lên cái cho anh vào chạy một lúc thôi, đúng Nhìn không? nhìn kiểu đấy, thằng hậu vệ kia đá ké rồi, thế là bảo đi ra để vào thay phát là thôi. Vào ăn hết cả chân chiếc Ui, tay đối thủ luôn là hỏng đấy. ác dã man luôn thật sự anh em, không thể đụng đến được bò màn cái lúc mà bò màn đang kiểu lắc 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 thế đâu, đừng đừng nên như thế. Và thậm chí là ngoài bò màn thì hôm nay người làm phách của chúng ta đã trở về, anh Trần Anh Kazima Dũng cũng đang, tôi cũng thấy là kiểu hơi hơi tí hơi cồn, không biết là tí nữa chúng ta sẽ có những cái phách gì mà nó kiểu mang tính chất đó thú vị hơn không nhỉ, so với mọi ngày nữa Nói cơ. chung thì bình thường anh Dũng đã làm ra những cái phách nó gọi là rất là mặn rồi. Đúng Hôm nay có một tí người ta gọi là ăn cờ hồ rồi. nữa, thì không hiểu là nó có mặn đến mức nào nữa đây. Và tí nữa đây khi vào trận thì chúng ta sẽ được gọi là chiêm ngưỡng một vài phách tới từ vị trí của Kazima.
Đúng, Vâng, bắn thì chúng có thể ta không đã đang hay thôi, chơi. nhưng mà riêng về cái độ mặn thì nó gọi là số 1 Việt Nam. Nó cứu lại bao nhiêu luôn cho những cái trận đấu không hay, những cái fake đấy thì quá vô địch thiên hạ. Vâng, đây rồi, tôi đã thấy vị trí của Crazy Guy và có lẽ chúng ta sẽ chuyển về với Scene in Game thôi, khi mà trận thi đấu chuẩn bị đã bắt đầu rồi. Alo, kỹ thuật viên. Vâng, có Cả vẻ hai như team thì đã đủ ở thời điểm hiện tại. Ơ, nhưng ô không lại nha. lại lại thế thôi. Nhưng không nha. Homer vừa bị đít ra tiếp khỏi server. Ra gọi là thu âm bài hát đã xong mới vào tiếp được bạn ạ, ca sĩ Homer. Tầm này thì liệu em có vui? Liệu em có thắng thôi chứ còn vui thì chưa biết, nhưng mà phải thắng đã bạn ạ. Cái gì đây? Có vẻ như ngày hôm nay thì Fighter sẽ thi đấu với một vị trí stand-in Mini Tutti ở đây, tôi đang thấy rằng là Ồ. Mini Tutti sẽ thay ai đây? Piano, Mini Tutti, Q, Crazy Guy. Piano vừa lại đã vào nhỉ? Piano. Đây, Piano đây. À Đây không, là nhầm, Homer, Homer. Homer. Tức là Homer thì sẽ vào Vậy sau. thì có vẻ như là ngày hôm nay chúng ta sẽ không được chứng kiến một cuộc đụng độ của hai anh em rồi. Ồ, Hai lực né né. trường chưa thấy có sự xuất hiện ngày hôm nay, có vẻ như là Fighter đang stand in. Vâng, vị vua tới từ mảnh đất Ninh Bình. Nói một chút về vị trí của Mini Tutti. Đây là một player mà xuất phát từ giải Fucking Noob, Từ giải vô phát địch trình giải Fucking Noob, cùng với một trong những player có drama nổi tiếng nhất nền VNCSGO, đó là Teacher K. Và giờ thì sau một loạt những giải thi đấu từ Semi này, Mix Mix các kiểu, thì bây giờ Mini Tutti đã lấn sân vào tới cả Pro League của chúng ta rồi. Những sự càng thăng này tiến là rất nhanh, try hard cực mạnh. Và giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Một tình huống rớt ladder rồi, tràn xuống. Kun vừa có mạng của Homer, một trong những player kỹ năng rất tốt ở khu vực Việt Nam, đó là cún. Nhưng Crazy Guy vừa đổi được một piano, có đáp kill cho riêng mình trước khi Mini Tutti bị hạ gục 7 giây sân trường. Rabutan làm gì đây? Tình huống đang là 2v2, Rabutan đẩy ra. Và đây sẽ là một tình huống bắn kẹp chéo khi mà Vichu Piano đang định đẩy về một thế rất khó rồi. Nhưng đó là một tình huống bắn quá tốt của Piano với triple kill trước khi bị hạ gục 7 giây sân trường. 1v1, Cù còn một smoke và sẽ là một tình huống xử lý 1v1 có phần lợi thế dành cho vị trí của Cù. vâng, bây giờ Cù đang trốn khá gần cái quả C4 này, và liệu dây sư chưa có thể đoán ra hay không? Phải đợi quả smoke này tan thôi, nếu mà bỏ qua thì sẽ rất liều lĩnh. Tuy là Cù không kê đằng sau, bây giờ dây trường bò tận về khu vực cuối bom sai sẽ khá là dài để có thể check được đến vị trí của Cù. Nhưng bây giờ Cù thấy rồi, dây trường chỉ còn nửa cây máu thôi, ngay lập tức là Cù sủi về rất xa so với dây sườn và quyết định là gỡ luôn ư. Cù giạt ra rồi và có cho mình một kill khá dễ dàng để mà được là thắng đầu tiên cho bên phía Fire Hunter. Vâng, chỉ một chút nữa thôi thì vị trí của Cù, nếu mà anh ta bắn trượt thì sẽ ra thắng Revo, nhưng không, một pha mà Cù đã bắn rất tỉnh táo và hợp lý. Vâng, 1-0 rồi. Rất may trong tình huống vừa rồi, đó là dây sân trường không có giáp khi mà Cù vừa rồi toàn bắn vào người rồi. Tỷ số là 1-0, một khởi đầu khá mát máy dành cho Fighter, và giờ thì Cù sẽ lên thẳng cho mình một AK47 mà thôi. Vâng, Captain Hoàng không phải bị kích mà có vẻ như Captain Hoàng tự out thôi. Có một vài thông tin từ chim lợn báo về, đó là Hoàng có vẻ như lại sắp đi du lịch. À quên nhầm, du học. Quên, Du quên. Quên. lịch à? Không, với các Hoàng thì bảo đi du học nhưng cũng chưa chắc là đã đi du học đâu. Với cái gọi là truyền thuyết về các Hoàng thì chúng ta đều biết Cứa lù lắm. rồi. Chùm xe sủi. Đấy, chung các tên sủi luôn. Cái đấy thì tôi mới chỉ gọi là nghe hư danh thôi, chưa được chứng kiến lần nào cả, Đấy, cũng chưa biết được. có khi là vụ này là chúng ta sẽ được thấy được một cái gì đó kiểu trong cái kỹ nghệ sủi của các Hoàng. Tiếp theo thì đang là một tình huống lại có vẻ như là Paul chờ đợi thêm về trục trặc máy móc thôi. Nhìn qua về item thì tôi đang thấy là Fire Hunter họ đã có hai khẩu AK đến từ Q và Crazy Guy, Piano của Abaka rồi. Bắn nhau khá cục đến từ cái thành viên Fire Hunter. Họ chỉ có cho mình hai khẩu Mang 10. Trong khi đó Revolution, dây sườn trường cầm một khẩu Scout và các thành viên khác thì cũng chỉ là Stagnate cùng với những khẩu USP.
không có gì đó quá nổi bật đến từ bên phía Revo. Họ sẽ cố gắng bắt càng nhiều súng của đối phương càng tốt. Rớt mid với chúng tôi, hai nết ném vào mặt của Fighter. Tuy nhiên Rabuta đã chọn mình vị trí không được khôn ngoan cho lắm. Một mạng cho Crazy Guy nữa, nhưng Piano vừa deny người anh của mình. Double kill cho Piano rồi. Nhưng giờ thì còn đó là Jason Trường ở đây, bắn trượt rồi. Giờ thì Min Utility đang đuổi luôn, một pha bắn rất cục và bắt thành công đi vị trí của Jason Trường. Giờ thì còn lại một mình Fox trong cuộc gì mà thôi. Không có cợi cho Fox thì trên tay anh chỉ là một khẩu USP và không hề có giáp. 2-0 một cách rất nhanh chóng dành cho Fighter. Bây giờ thì các thành viên bên phía Revo họ sẽ có cho mình được những khẩu rifle M4 cùng với lưỡng lựu cũng khá là tạm thời, hơi hơi đầy đủ một chút, kiểu có smoke và flash nhưng sẽ không có lửa. Những cái tình huống đẩy vào bên phía Fighter sẽ gây ra rất nhiều áp lực, và lại là một quả smoke và tiếp tục là tràn nhanh vào khu vực bom xe A. Ừ, Vinituti xông lên nhưng mà Homer mới là người có double kill. Bây giờ Homer anh ta sẽ lao vào tiếp phục bom xe thôi. Có Crazy Guy hỗ trợ rồi, nhưng Jason Trường và Cool đều có mạng. Crazy Guy kết thúc lại cái bài của Cool đưa về là 2v1. Và bây giờ thì Fox anh ta đỡ nào đây, có được một bài Crazy Guy mà không bắn được rồi. Piano là người bắn tốt hơn và 3-0 dành cho Fighter. Fighter ngày hôm nay cũng đang đẩy tối đa nhịp độ trận thi đấu này lên, khi mà có vẻ như họ biết rằng là về mặt teamwork thì mình có thể hơi gọi là kém hơn Revolution một chút, nhưng về những tiếng đấu skill thì rõ ràng là Fighter không hề thua và họ đang muốn tận dụng điều này. Vẫn là hai quả smoke cơ bản mà thôi, một smoke tàu năm và một smoke ở khu vực tủ điện, nhưng Fighter lần này họ lại quyết Rusby nơi mà Fox đang solo với duy nhất một khẩu Eagle và không hề có giáp. Bắt đầu tràn xuống rồi, T có một tiếng cover headshot ngay tới được T, double kill dành cho T rồi, không có ai hề nhảy xuống cả. Piano vừa đổi được cho mình một mạng và giờ thì Piano đang muốn tăng về ở khu vực tàu một. Lợi thế đấu skill của tầm xa với của AK là rất lớn dành cho như Piano. Tiếp theo thì Crazy Guy headshot Jason Trường, phát hiện ra Rabutan và đó là mạng thứ hai một cách khá dễ dàng dành cho Crazy Guy. Vâng, bây giờ T làm cho mình cái mạng thứ ba rồi nhưng không có cái mạng thứ tư đâu. Khá đáng tiếc khi mà T đã làm đến cho mình một cái triple kill, nhưng Revolution các thành viên còn lại không thể làm được gì hơn nữa. Nhưng ít ra thì ở một cái round đấu mà Revolution họ hạp bài với lục và giáp thôi thì họ cũng đã bắt được 3 súng của đối phương rồi. Cái lượng tiền của bên phía Fighter cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều và bây giờ là một cái kill round nữa của bên phía Revo. Vâng, không hề có op được lên mặc dù lượng tiền bên phía của Revolution vừa rồi là rất nhiều. Họ quyết định lên cho mình những khẩu rifle để có thể full bomb tràn lát nhanh. Mini Tuti bắn vào mặt của T nhưng cún đổi được cho mình double kill cho khu vực ladder room. Lần này thì lợi thế đã đảo chiều, 4v3 dành cho Revolution. Jason Trường chủ động cương skill một khẩu M4 ở khu vực tàu bom, khá mạo hiểm. Chúng ta hãy cùng chờ xem Fighter sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này đây. Sai tham binh tới từ cù nhưng Homer đổi mạng và cả Piano cũng bắt được cún trong ladder. Jason Trường có mạng Homer, 1v2 nhá rất dẻo nhưng đó vẫn là mạng thứ hai dành cho Piano. Quả bom đang được vứt ở khu vực T7 và giờ thì Piano sẽ phải lùi về để nhặt. Đối đầu với Piano trong tình huống này đó là vị trí của Fox, một trong những player rất kinh nghiệm tới từ Revolution. Chúng ta cùng chờ xem, có vẻ như tình huống chạy này thì sẽ là nghe thấy tới từ Fox mà thôi. Fox chưa nghe thấy rồi, chúng ta cùng chờ xem. Piano đang có lợi thế khi Fox không hề kê lại về đây, nhưng cuối cùng thì Fox vẫn hạ gục đi Piano và đem về round thắng đầu tiên dành cho Revolution. Và một pha tham minh quá tuyệt vời của Fox khi mà đã căn đến đúng khoảng thời gian đối phương di chuyển vào IV thì Fox giạt ra một nhịp thôi, kết liễu đối phương rất nhanh chóng và đem được ra thắng đầu tiên. Bây giờ thì bên phía Fighter họ hết tiền rồi, họ key round và Mini Tuti thậm chí có phải cầm như một khẩu DE. Các thành viên của Revo họ lại chỉ có một khẩu AUG của Fox để có thể bắn tầm xa và đang là tiến về khu vực cao B rất nhanh đến từ vị trí của Homer. Liệu có muốn tanh ra hay không đây khi mà bom sai B vẫn đang chỉ có một mình Fox thôi. T cần để bách về thật nhanh để hỗ trợ nhưng mà Fox chết mất rồi còn đâu. Bom sai B bị chiếm quá nhanh, vị trí của Mini Tuti đang tanh lên và bây giờ T nằm xuống bởi Mini Tuti. Homer bị đổi mạng bởi Rabutan nhưng không sao hết, lợi thế vẫn đang thuộc về bên phía Fighter. Rabutan cố gắng kéo thêm được Piano. Còn ai nữa đây? Vị trí của Crazy Guy đã chết trước đó rồi, nhưng Mini Tuti làm một cái double kill rất tốt với các bạn của Rabutan đưa về là 2v2. Bây giờ Mini Tuti lộ mất rồi, một mình Cu thôi, 1v1 khi Jason Trường đã phải nằm xuống. Vâng, bây giờ thì Cu, cái góc đứng của Cu đang là khá đẹp và thậm chí Cun còn đang đẩy vào. Cu chơi rất thông minh khi trốn đi, cầu quá nhiều thời gian của Cun và không có cơ hội nào cho Cun cả. 5-1 dành cho bên phía Fighter. Rất bất ngờ.
phải xuất phát bên phía T-side trước. Tuy nhiên thì Fighter mới đang là những player bắt nhịp trận thi đấu này nhanh hơn. Giờ thì Revolution hết tiền rồi và họ sẽ phải eco mà thôi. Trong khi đó thì bên phía của Fighter, Q đã bắt đầu lên cho mình một cổ mark 10 và có vẻ như lại là một tiếng phi mid nữa. Ngày hôm nay thì Fighter đang bắn quá là OT, làm gì với khẩu Eagle đây? Lộ vị trí rồi, phát hiện ra một người khu vực Sandwich, T vừa bị bắn yếu. Tiếp theo thì sao đây, nết được ném vào mặt của Rabutan. Và đó là một quả nết quá đau khi Rabutan chỉ còn lại có 14 HP mà thôi. Thêm lửa vào ladder, vẫn chưa có một player nào bên phía của Venter có thể tăng được vào gần khu vực tàu bom cả, mà họ vẫn đang giữ ở khu vực tủ bớt điện mà thôi. Tuy nhiên thì vừa rồi Ku đã bắn tốt với khẩu Mark 10 và bắt được cún. Giờ thì Fighter quay ngược hướng di chuyển của mình về khu bom xe bể, nơi mà Fox đang solo với một khẩu Eagle và thêm một smoke nữa. Vâng, bây giờ bom sai B của Revo tiếp tục là một mình Fox với một khẩu P250, lộ vị trí rồi. Solo A với mini tuti luôn. Vâng, Fox đang cố gắng cầu thêm thời gian với quả smoke nhưng mà Piano đã tanh lên đến nơi. Bây giờ thì Piano sẽ tiếp tục tràn lên hay không đây? Nhưng mini tuti vẫn đang giữ hoặc trong bom sai rất chắc chắn với khẩu AK. Các thành viên của bên phía Revo gần như là không có cơ hội nào để đối đầu với Firehunter trong round đấu này cả. Rabutan chết mất rồi, còn một mình Jason Trường thôi. Không thể làm được gì hơn nữa và là thằng thứ 6 đem về khá dễ dàng cho các thành viên Firehunter. Liệu có một bất ngờ nào đó xảy ra trong ngày thi đấu hôm nay hay không đây? Khoảng cách đang là 5 round. Oh no, một cái fake này sai rồi nha. Rồi, những người mập bắn sen kêu rất hay như Fox, Rabutan, Zayu và Kazima ừ. Lừa thôi, fake này fake lừa. Đúng là người say của khác, họ luôn làm những cái thứ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Giờ thì đang là những tiếng control khu vực lộng cao B tới từ Piano. Fighter đã bắt đầu chậm lại rồi. Quả flash rất điệu được trả ra tới từ Crazy Guy. Fox có vẻ như sau một round thi đấu thủng B rất nhanh thì anh đã cẩn thận hơn. TF mid gần và bắt được Crazy Guy. Một tiếng sai tâm mình hơi tệ. Thêm lửa được ném vào ladder và chắc chắn là mini duty sẽ phải lùi về mà thôi. Vâng, bây giờ bên phía Revo họ đang hơi gặp họ đang hơi có được những cái lợi thế từ khá sớm mà tiếp tục thì T có được bảng của mini tuti rồi. Hai cái mạng đem về của T đã giúp cho bên phía Revo họ dễ thở hơn rất nhiều. Bây giờ thì Firehunter sẽ làm gì đây khi mà họ chỉ còn 3 người rồi. T tiếp tục đổi góc và quá thông minh đến từ T với một cái triple kill. Vâng, thậm chí T làm 3 mạng mà anh ta vẫn còn khá là khỏe, còn lên cho mình 66 HP liền và thậm chí bây giờ có muốn bỏ lên không đây. Vâng, một quả smoke trả ra để làm chậm đối phương thôi. Đứng trả smoke và sau đó nhặt thêm một smoke nữa rất khôn ngoan tới từ T. Chắc chắn là khu vực ladder room này sẽ không thể nào xuống được tới từ Firehunter. Trong khi đó thì khu vực cửa mid Homer đang rất thèm khát cái vị trí của T rồi, nhưng có lẽ là không được đâu. Rất kinh nghiệm, và giờ thì T thậm chí còn bắt thêm một cú mà của ông đã rơi. Thôi, không phải. Tôi cứ tưởng vừa rồi T headshot luôn cả Homer và hoàn thành một tiếng ơi, nhưng đó lại là mạng dành cho cún. Hơi đáng tiếc, T vừa bị KS mất một tình huống ace. Rất đáng tiếc khi mà pha đấy T đã ra đến nơi rồi. Nhưng không sao, pha đấy T đã thi đấu nó phải gọi là quá tuyệt vời. 2-6 thì cho bên phía Revo. Họ vẫn đang có được lợi thế ở bên CT side. Và bây giờ Firehunter tiếp tục một kill round dành cho họ. Và họ đã tràn ra khu vực bom xe rất nhanh chóng. Tràn vào heo rồi, tràn vào all up rồi. Jason Trường đang cố kê lại cho những người đồng đội của mình, trả ra một flash rất tốt. Và bây giờ Jason Trường ra ra cú ra người chết đầu. Double kill, không có qua là kill Jason Trường rồi. Nhưng cũng bắt yếu được một người nữa. Tiếp theo thì tìm họ có được cái mạng của Tuti. Còn lại một mình Crazy Guy thôi. Crazy Guy ở trong tay của Kun. Và 3-6 dành cho Revo. Bắt đầu có những tình huống bắt nhịp về trận đấu tới từ Revolution rồi. Firehunter không thể phi được nữa khi mà Revo đã chủ động trả ra đồ là khá sớm. Tuy nhiên thì nếu cứ tận dụng được cái đà này thì Firehunter cũng sẽ có lợi thế nếu như mà cứ bắt Revolution phải trả đồ ra sớm đến như thế này. Và giờ thì hướng di chuyển của Firehunter đang rất đông ở mid. Một quả nết quá chất lượng tới từ Kun và ngay lập tức thì Kun nằm xuống. Thêm lửa được trả vào khu vực mid đỏ. Firehunter đang muốn đục bể, tuy nhiên thì Fox còn full bom trong người và quá khó để Firehunter có thể làm được điều này khi đây là một round eco trắng mà không hề có một quả bom cũng như là một vũ khí gì đủ hỏa lực có thể hạ gục được Fox cả. Thậm chí là Rabutan đã bách về gì để hỗ trợ cho vị trí của Fox. Họ cần phải mong chờ, Firehunter họ cần phải mong chờ vào một pha bắn lỗi của Rabutan hoặc là Fox. Nhưng mà sẽ rất khó, thật sự là khó. Liệu Firehunter có thể đem về được ra thằng thứ 7 hay không đây? Bây giờ thì bên phía
Revo tiếp tục sử dụng cái lượng đồ rất lớn của mình và trả ra liên tục thôi. Câu thời gian, Fire Hunter cũng cố gắng gọi là hold lại. Vâng, tạm thời để gây án binh bất động để gọi là tạo được một chút áp lực cho bên phía Revo đã. Revo không có thông tin gì, cũng sẽ phải trả đồ sớm và có vẻ như Fire Hunter sẽ quyết định là vào bom site vào khoảng thời gian khoảng 30 giây. Vâng, trong cái đó thì nói lại một chút về cái map yếu trend này. Thì nếu như mà các bạn xem những trận thi đấu ở tầm top team của thế giới ấy, thì nó sẽ là một map city, nhưng ở khu vực Việt Nam của chúng ta thì nó sẽ khác khá nhiều. Thật ra thì ở khu vực châu Á luôn, nó thường là cái map yếu trend này sẽ ti sai khá nhiều đấy. Ô, Kun vừa có một pha lấy sấy lỗi skill nhưng vẫn còn đó là dây sân trường ở đây. Một mạng, hai mạng và đó là ba mạng dành cho dây sân trường. Round thắng thứ tư của Revolution nhờ vào một tiếng sửa sai rất kịp thời cho hai người đồng đội tới từ dây sân trường. Giờ thì bên phía của Venter sẽ full buy rồi. Vâng. Piano đang bắn cho mình tới 13 frag qua 10 round thi đấu. Một ngày có lẽ là Piano đang có một phong độ tốt. Giờ thì liệu có muốn phi nữa hay không đây. Rất nhiều bom mìn được ném ra khu vực middle từ khoảng thời gian đầu nhưng không hề có ai dám phi ra mid cả. Khi mà Revolution cũng trả đồ ra là rất sớm. Vâng, và bây giờ thì các thành viên Fire Hunter họ tiếp tục là muốn đục vào bom site B. Chẳng như Kun, một cái tình huống bỏ lên có vẻ đã lộ tiếng Fox đổi lại được mạng của Kun rồi. Fire Hunter đang tràn vào B nhưng gặp Fox quá cứng ở đây với một cái triple kill. Piano thấy đồng đội nằm xuống và đã phải dừng lại ngay lập tức, không thể làm được gì hơn nữa. 4v2 lợi thế hơn người quá lớn để cho Revo, và thậm chí bây giờ Fox anh ta di chuyển quá thông minh vào trong quả smoke này và có thể móc vào sau lưng các thành viên Fire Hunter. Dây sân trường giật mình khi mà xây qua giờ vào đồng đội, không thể tin được. Nhưng không sao, lợi thế hơn người vẫn thuộc về Revo, họ chỉ cần bình tĩnh lại một chút thôi. Trời ơi, dây sân trường rất may là Rabutan vừa bắt được Crazy Guy. Tình huống đang là 1v3 dành cho Piano, nhưng có lẽ là cái pha xử lý vừa rồi của dây sân trường nó hơi là mù mắt một chút. Giờ thì đặt bom thành công rồi, Rabutan ngay lập tức đẩy ra và kết thúc Piano đem về đó thắng thứ 5 dành cho Revolution. Không, tao không biết nói gì về cái pha Ờ, đấy. có vẻ như vừa rồi dây sân trường đã hơi quá tập trung vào cái tâm của mình và đã không để ý đến minimap. Một tình huống bắn headshot ngay lập tức. Lỗi kỹ thuật nhỏ nhỏ tới từ dây sân trường. Giờ thì Fire Hunter tiếp tục yếu tiền và sẽ lại là một round hấp bài với 4 Eagle ra mid ừ nét được ném vào liên tục và Piano chỉ còn lại có 19 HP, chạy nhanh còn kịp. Vâng, tiếp tục đến lượt vị trí của Homer, hai player bên phía của Fire Hunter định phi ra mid để biểu diễn skill nhưng không được. Khi Revolution họ táng ngay một đống nét và lửa vào mặt. Quá khó khăn. Vâng, sau 5 round, sau 6 round mà Revolution có vẻ như họ đang bắt nhịp hơi chậm thì bây giờ họ không hề sợ những cái tình huống bắn nhau với các thành viên Fire Hunter nữa. Họ đang thậm chí có chủ động đẩy ra bắn nhau luôn, dây sân trường làm một làm tí nữa thì là đôi. Vâng, Mini Tutti chết nốt thôi, còn chờ cái gì nữa, và còn một mình Piano. Piano ở đâu? Đang ở khá gần cái vị trí của T cùng với Kun rồi. Ông Piano chỉ còn 19 máu nhưng có 1-1. Ui, chút nữa thì đã có cái mồm thứ hai cho Piano. Nhưng tỷ số thì nó đã là 6 đều dành cho Revolution. Đây, chúng ta được xem lại. Headshot ngay lập tức luôn. Tao chưa bắn vào mồm nhưng nó cẩn thận. Thường bắn đâu rồi. Hơi toang một chút. Một yếu tố nho nhỏ mang đến tiếng cười chúng ta trong một trận thi đấu Pro Series rất căng thẳng này. Vẫn là những tình huống trả đồ khá sớm tới Revo mà thôi. Giờ thì Mini Duty muốn pick ladder, một tình huống đẩy ra hơi thiếu sự dứt khoát của dây sân trường. Không hề có flash nhưng dây sân vẫn quyết định đẩy vào. Nhưng giờ thì bên phía của Revolution họ ép lại khu vực middle để bù vào cái tình huống mất live vì tại cùng chờ xem một tình huống đối đầu. Và lần này thì Kun bị hạ gục rồi nhưng T có mặt để đổi mạng thành công. Tuy nhiên thì vẫn đang là một tình huống 4v3, bom đã được mang về B. Fox liệu có tỏa sáng được hay không đây? Fox đang đứng một góc cương skill. Fox sai tầm mình rồi. Fox bị bắn yếu. Flash được ném ra. Fox nằm xuống với Piano rồi. Những tiếng solo B khá tệ tới từ Fox. Giờ thì T làm gì đây? T đổi một trước khi nằm xuống với Crazy Guy mà thôi. Và đó là ra thắng thứ 7 dành cho Phantom.
Fire Hunter họ lại tìm ra được một cái con đường nữa, một cái cách nữa để có được cho mình những cái round đầu thắng rồi. Họ liên tục gọi là chơi chậm lại và đột ngột tấn công vào bom site. Pha vừa rồi họ đột ngột lao vào bom site B khiến cho vị trí của Fox giật mình và sai tha mình. Rất nhanh chóng Fire Hunter đã đem được cho mình round thắng thứ 7. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem là Revolution có câu trả lời nào không đây. T đã kê khá đẹp và thấy cu rồi. Và có một bàn để cho T. Ngay lập tức quả smoke cùng với một quả nét trả vào thẳng chân của Piano. Nhưng Piano anh ta thậm chí không mất máu. Và đây là một quả nét mà bay hơi xa quá rồi. Nhưng lợi thế hơn người từ rất sớm dành cho bên phía Revolution. Vâng, có vẻ như là đang có một chút quay tròn gì đó tới từ YouTube, nhưng mà có vẻ như anh em nên kiểm tra lại đường truyền hoặc là F5 lại hộ bọn mình một chút. Chứ tín hiệu ở trên stream ở thời điểm hiện tại nó vẫn đang là ok nha. Rất mong là anh em có thể xử lý lại và quay trở lại với trận thi đấu cực kỳ hấp dẫn này. Và giờ chúng ta sẽ quay trở lại với diễn biến thôi. Vâng, đang là một tình huống 5 vs 4 và lợi thế hơn người cho Revolution. Nhưng cái điều đặc biệt ngày hôm nay đó là Revo đang rất yếu. À không, Crazy Guy bị đít ra mà thôi. Mini 2T vừa đổi được mạng Rabutan, một tình huống pick người rất hay. Phản xạ là tốt tới để mình gì khi mà Rabutan đã là người kêu học trước. Và dấu MS shot tiếp tục vị trí của cún ở khu vực tàu bò. Bây giờ thì Fox đang muốn đẩy lên khu vực cao bề. Bom xe gần như đã thuộc quyền kiểm soát của Fire Hunter rồi. Khi mà có người chiếm gì đó là Piano, và thậm chí có cả một player đứng trong khu vực tàu bom, đó là vị trí của Homer nữa. Nhưng trên cao lộ rồi, Homer có double kill. Giờ thì chỉ còn lại một mình Fox đang di chuyển đẩy ladder và thêm vị trí của Jason Trường đang giữ ở khu IV mà thôi. Fox cả bom rơi nha. Quả bom rơi vào vị trí quá khó thôi cho Fox, thậm chí là Jason Trường kê sau cho đồng đội của mình 1v2. Homer liệu có thể tỏa sáng không? Nhưng không, Jason Trường lại là cái người tỏa sáng hơn và là thắng thứ 7 dành cho bên phía Revo. Một pha đẩy quá tuyệt vời của Fox. Quá kinh nghiệm. Rất hay mà thôi, nhưng tôi không hiểu cái tình huống vừa rồi. Bom xe đã được chiếm, nhưng tại sao Mini Tutti anh ấy vẫn quyết định giữ lại trên khu vực Pop Dog làm cái gì vậy ta? Giờ thì Revolution lên thì mình hai orb rồi. Fox cũng là một trong những player có khả năng bắn orb rất tốt. Và tôi tin rằng là với khẩu orb ở... À không, vậy là lần này Fox thân chuyển công tác sang khu bom xe. Thêm lửa được ném vào gì rồi. Round thi đấu cuối cùng ở lượt phân hạp, Crazy Guy đã vác orb đây rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Một góc cây ọp rất đẹp và ngay lập tức Crazy Guy thể hiện khả năng bắn ọp của mình với việc pick thành công cún ở khu vực tàu đầm. Lần này thì lợi thế hơn người dành cho bên phía của Fire Hunter. Và bây giờ thì bên phía của Fire Hunter họ đang di chuyển. Có vẻ như sẽ một đánh về bom xe A thôi. Ném smoke che vào khu vực ladder để có thể tanh ra. Nhưng khẩu ốp của vị trí dậy Crazy Guy rất thèm muốn một cái mạng nữa. Có Ti được boost lên connector rồi. Liệu có ai check hay không đây? Góc đứng của Ti cũng đang là rất đẹp. Và Crazy Guy đi qua như chỗ không người ư. Ti là một mạng của Crazy Guy nhanh chóng và đem về cái lợi thế hơn người dành cho bên phía của Revo. Khi mà Jason có mạng Homer ngay lập tức thì Jason bị móc vào. Bây giờ Rabutan kết thúc được Piano, đưa về là 2v2. Vị trí của Fox cũng đang phải bách về thật nhanh. Nhưng hai người của Revo họ đang đều cầm ốp. Sẽ khá là khó để có thể bắn với bên phía Fire Hunter khi vị trí của cu với một khẩu AK sẽ cơ động hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ Rabutan di chuyển rất chủ động với mạng của Mini Tutti. 1v2 rồi. Và cu đang bò ngược lại. Liệu là vị trí của Rabutan có đoán ra được không? Không đoán ra được rồi. Một mạng cho cu. Và người thứ hai đâu? Fork ở đâu? Fork ở đâu? Cuối cùng thì Fork lại kết thúc được cu và đem được ra thắng thứ 3 cho bên phía Revo. Thậm chí là trách thêm người nữa cho nó cẩn thận. Vâng, một pha xử lý 1v2 mà có lẽ là cu đã hơi non kinh nghiệm khi mà anh bắt được một người nhưng lại có thể nói là thiếu di chuyển hơi hớ hênh. Hơi thẳng. Thắng mà đáng nhẽ ra Panther phải có được. Nhưng hơi đáng tiếc khi Fox đã là player xử lý một cách bình tĩnh hơn. Đã thể thấy Piano đang bắn cho mình tới 16 frag và 3 MVP. Trong khi đó thì bên phía của Revolution, T có cho mình tới 15 frag. Bên phía của Revolution thì họ bắn rất đều nhau. Và giờ chúng ta sẽ đến với Pistol Round thứ hai, nhưng có vẻ như là đang có một chút lag lag. Và chúng ta sẽ trong thời gian chờ đợi theo dõi một vài những cái highlight trong round thi đấu vừa rồi.
Vâng, bây giờ thì bên phía Revo họ đang tràn vào khu vực bom sai bên. Ô, Mini cùng Ku đều có mạng rồi. Nhưng tạm thời thì bên phía Revo họ đang cố gắng đạt được quả C4. Dây sư trường đang vào phạm vi nguy hiểm. Nhưng mà anh ta vẫn cố gắng đạt được quả C4 thành công. Double kill dành cho Tuti. Không có giúp ô, nhảy chết đến từ Tuti luôn. Cho nó cẩn thận. 1v2 dành cho Rabutan. Hơi khó khi mà vị trí của Rabutan chắc chắn sẽ lộ. Piano đang kê trực diện vào rồi. Vâng, liệu giờ Rabutan có thể làm được không đây? Quyết định gỡ luôn. Đến từ Crazy Guy và vị trí của Rabutan táp toàn trượt thôi. Round đang thứ 8 dành cho Fire Hunter với pha rất quyết đoán gỡ C4 của Crazy Guy. 8 đều rồi. Vậy là ngày hôm nay thì Fire Hunter ăn tới hai cái Piston Round của map The Other Trend này. Quá nhiều những sự khó khăn dành cho Revolution. Tuy nhiên thì với một tiếng đặt bom thành công, vậy là không quyết định APK mà đó là 4 khẩu Eagle và 1 P250. Bên phía của Revo có những player khả năng sử dụng Eagle là tốt nha. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Lợi thế với những khẩu M4 và Farmat vẫn là một cái gì đó rất lớn dành cho bên phía của Fire Hunter. Vâng, bây giờ thì các thành viên của Revo họ đang cố gắng gọi là vây và pick mạng được ai đó ở bên phía bom site A. Nhưng mà Fire Hunter họ cũng không phải là những cái player gọi là quá yếu đuối gì cả. Ngay lập tức Crazy Guy có được mạng của Fox rồi. Cảnh cáo luôn, Revo thiếu mất một người. Đã khó lại còn càng khó hơn khi họ thậm chí không có flash hay smoke gì. Họ sẽ phải di chuyển và bắn nhau chạy. Bây giờ thì Rabutan cũng phải đi theo người đồng đội của mình thôi. Không có quá nhiều cơ hội cho các thành viên Revo trong round đấu này nếu mà họ không pick được mạng sớm. Bây giờ thì cần phải có một pha tỏa sáng cực kỳ lớn đến từ ba player khác của bên phía Revo thì may ra. Ví dụ như là pha bắn mồm của Jason. Tiếp theo Jason đang cố gắng tanh lên. Có thể thấy được Crazy Guy ở đây. Nhưng bây giờ thì nói gì đi. Thêm cả một tiếng pích cười đây của team. Những nơi đáng tiếc cái Mini Duty đã đổi mạng rồi. 2v2 cún vừa lộ tiếng ở trên cục Pop Dog. Nhưng không, ôi tại sao lại mang bom xuống Pop Dog vậy em. Và giờ thì Jason Trường đang di chuyển cục Middle vào. Liệu có một tiếng clutch với khẩu Eagle và chỉ 11 HP hay không? Mơ đang kề rất chắc chắn trong ladder. Ta cũng chờ xem pha xử lý tới từ Jason Trường. 11 HP với search 100. Hơi khó nha. Bắt đầu có những tiếng bỏ vào nhưng không được rồi. Homer có quá nhiều lợi thế. Và giờ thì thậm chí là còn nhặt lại được khẩu M4 tới từ Crazy Guy khu middle nữa. Tỷ số đang là 9-8 và giờ thì Revolution sẽ đến với một kỳ round. Đây rồi, đã có khẩu ốp dành cho vị trí của Crazy Guy rồi. Revolution họ chỉ có 5 khẩu AK thôi. Một Crazy Guy nếu bắn chắc chắn thì hoàn toàn sẽ là một cái điểm tựa cho các thành viên Fire Hunter những cái round thắng tiếp theo. Đây là một round mà Revo có vẻ như họ sẽ muốn đánh lên bom site A khi mà quả C4 được đem về khu vực Ivy. Vâng, Piano sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm tình huống này khi mà đồng đội anh ta không thể cover và chết kill kịp lúc. Bên phía của Revo họ đang cố gắng tràn vào Ivy với người đi đầu là Rabutan. Hình như Rabutan đã vào được rồi thì phải. Nhưng mà Piano cũng rất cẩn thận, anh ta đã lùi về rồi. Vâng, nhưng đó là một tình huống nghe footstep rất tốt tới từ Rabutan. Hai mồm dành cho Rabutan rồi. Bây giờ thì trong bom xe chỉ còn là có biệt mình Mini Duty rồi. Triple kill và đó là ba cái mồm dành cho Rabutan. Quá ghê gớm với những tình huống top AK của mình. Và giờ thì bom sẽ đặt thành công mà thôi. Fire Hunter có lẽ là họ nên xếp cho mình những khẩu súng ở trong round thi đấu này thì hơn. Khi mà 4v2 và bom xe hoàn toàn bị control bởi Revolution là quá khó để có thể retake. Vâng, các thành viên của Fire Hunter họ cần phải giữ lại khẩu ốp trong tay của Crazy Guy. Không nên cống ốp cho Revo làm gì cả. Khi mà round đấu sau, các thành viên Revo chắc chắn thì họ vẫn sẽ không có ốp đâu. Nhưng mà cái lượng tiền tích được của Revo cũng sẽ là rất nhiều khi mà họ có đến 4 player còn sống. Đây sẽ là một cái điều nguy hiểm với bên phía Fire Hunter. Trong khi đó các thành viên Fire Hunter đang đi khá xa rồi. Bây giờ thì Fox đã nằm xuống bởi Crazy Guy. Nhưng vị trí của Crazy Guy đã bị lộ rồi. Jason Trường sẽ rất muốn bắt vào Crazy Guy. Bây giờ thì đục, đục, yếu. Crazy Guy có 16 máu thôi nhưng rất may mắn là anh ta về được. Và giữ lại cái khẩu ốp cực kỳ quý giá này. Vâng, giờ thì Fire Hunter cũng đã yếu tiền rồi. Nhưng với việc còn off thì Crazy Guy chắc chắn sẽ côn những người đồng đội của mình full bài mà thôi. Một round up cố với 3 khẩu SMG, Piano phải thi đấu với một Eagle. Nhưng với off tới từ Crazy Guy thì sao? Revolution đang rất biết tận dụng và điểm yếu tới từ Fire Hunter. Một tiếng pop flash và Rusty nhưng lửa được trả ra tới Q sẽ khiến cho Revolution bắt buộc phải chậm lại.
Và giờ thì Miduti cũng đã ép vào khu vực ladder rồi. Và với việc một khẩu MP9 ép vào lát thì không hề còn khoảng cách giữa một SMG và một rifle tới từ Revolution và Firehunter nữa. Còn lại là Rusty, một tiếng timing flash là tốt, nhưng đó là một tiếng sấy hay của Cù. Crazy Guy cũng hỗ trợ được thành công, nhưng giờ thì Fox có cho mình mạng Crazy Guy. Bom xay B đã thủng và có một tiếng móc ladder tới từ Mini Duty. Vị trí của T sẽ là key player khi anh đang kê móc cho tình huống này. 3 vs 3. Bên phía của Fighter đang không có kit, và đây là một pha di chuyển chuẩn timing tới từ Mini Duty rồi. Hơi đen cho T. 2v3 tiếp tục thì Homer Short Fork và Rabutan lộ vị trí mạng thứ hai để cho Mini Duty. Quá đáng tiếc với một tình huống kê móc có thể nói là hơi thiếu sự cẩn trọng tới từ T. Đó là thằng thứ 10 của Fighter rồi. Trận thi đấu vẫn đang rất căng thẳng khi mà cả hai team giành giật nhau tới từng round thi đấu một, và có vẻ như là Revolution đã gặp đúng đối thủ của mình rồi. Ở cái trận đấu trước đó giữa Revo và Firehunter tôi có cát thì bên phía Firehunter đã để thua Revo khá là chóng vánh, nhưng ở cái trận đấu này Firehunter đã thể hiện một bộ mặt nó hoàn toàn khác biệt, và họ chứng tỏ rằng họ đúng là một đội ngang cơ so với bên phía Revo. Liên tục là những pha xử lý rất hay của các thành viên Firehunter, nó khiến cho Revo phải gặp gọi là sự bất ngờ ở đây. Và bây giờ thì Revo họ chỉ có cho mình những khẩu DE thôi, và với cái lượng súng to này thì Firehunter họ sẽ có một round mà sẽ khá là dễ thở. Trừ khi là họ chủ quan và để cho đối phương có những pha vả mồm bằng DE thì tôi chưa biết được là phải như nào. Nhưng mà Firehunter họ vẫn sẽ giữ chắc được vị trí của mình. Crazy Guy thấy đối phương, ua, bắn vẫn trúng luôn một cái khe rất hẹp. Một cái khe mà có thể gọi là gần như là rất khó bắn. Fox đã hơi sai lầm khi mà nhá một nhịp vào đó, và nó khiến cho Crazy Guy đã có một sự chuẩn bị rồi. Giờ thì Revolution trong ra thi đấu hấp bài, họ đang muốn đánh vào khu bom xoáy B. Tuy nhiên thì Crazy Guy có vẻ như đoán được điều gì đó, và anh đang lùi về gì để kê highway cho người đồng đội cu của mình. Cu cu của mình. Và bây giờ thì bên phía Revo họ họ đang tràn vào khu vực bom sai B, và cô có một bạn của cô rồi, nhưng ngay lập tức Crazy Guy đọc số bên tim một đê tốt đến từ Crazy Guy. Vâng, kẻ chết rồi mà vẫn còn kéo được chạm theo. Tiếp theo thì cu đẩy lên, tu tì kết thúc nốt dây sân trường và đem được vào thắng thứ 11 cho bên phía Firehunter. Vâng, kẻ chết mà vẫn kéo, muốn kéo theo người khác chết, quá dã man tới từ Crazy Guy. Giờ thì Firehunter đã vươn lên dẫn trước rồi. Có vẻ như Revolution đang gặp khó. Rất có thể đây sẽ là trận thua đầu tiên của Revolution. Vâng, chúng ta cũng chờ vào cái key round này đi. Fox mới là người bắn off chính bên phía của Revolution ở bên phía T-side. Một quả lửa lỗi, nhưng đó rất may là một pha bắn off trượt của Crazy Guy. Cú bắn láo rồi. Cú đang cương và cú có vàng của cún. Và bắn ra mình rất lao tới được vị trí của cú. Những player trẻ luôn có một cái tham minh dị cho riêng mình. Và đó là một pha xử lý mà nó khiến cho cún đã không thể nào nghĩ ra được. Giờ thì sao? Miduti đi cương skill của Cluster 2 mạng, không có triple kill. Tuy nhiên thì tình huống ở thời điểm hiện tại vẫn đang là 4v2. Và làm sao để Fox và Jason Trường có thể làm được đây? Fox đang muốn đi qua quả smoke này láo, nhưng Crazy Guy quá hiểu người đồng đội cũ của mình tới từ Revolution. Mạng tiếp theo dành cho Crazy Guy và Jason Trường. Quả bom đã rơi rồi, Jason Trường bị hạ gục bởi Homer. Khoảng cách được gia tăng lên là 3 round thi đấu, và Revolution vừa để thua trong một key round rất quan trọng ở trận thi đấu này. Vâng, có vẻ như là Revo họ đang bị ngợp một chút với những pha thi đấu quá tuyệt vời của Cu hay là Mini Tutti. Khoảng cách bây giờ nó đã lên thành 3 round rồi, và thậm chí nó sẽ là 4 round chăng, khi mà Revo bây giờ lại là những khẩu lục và giáp thôi. Firehunter họ đang thi đấu cực kỳ chắc chắn ở bên phía City side, và bây giờ thì Tutti tiếp tục là người kê ladder. Rabutan thách thức đối phương. Tự hủy rồi bạn ơi. Một cú tự hủy tới từ Rabutan. Giờ thì lại là tràn B, nhưng Crazy Guy là quá kinh nghiệm với khẩu họp của mình ở map thi đấu đời trend này.
của bom vẫn chưa lộ, có thể nhặt được, nhưng đây là một round mà sẽ khó dành cho Revo khi mà trên người họ chỉ là những Eagle mà thôi. Mini Tutti có mạng thứ hai cho riêng mình và thậm chí đẩy cả Pop Dog và đem về cái mạng thứ ba. Giờ thì dây sân trường đang bị quay rồi, một tiếng sấy khá lỗi skill tới Crazy Guy nhưng đó vẫn là một mạng mà thôi. 13-9 và liệu đây có phải là map thi đấu thua đầu tiên tới từ Revolution này không? Khả năng cao đây, khi mà tôi đang thấy là bên Fighter họ đang có rất nhiều tiền. Cái lượng tiền này sẽ khiến cho họ khó bị ép vào cái thế về eco hơn. Và với cái lợi thế được bắn với vị trí đẹp ở bên phía city side, hoàn toàn Fighter đã đứng trước một cơ hội rất lớn để đem về được một cái trận thắng trước Revo. Một điều mà chưa một team nào ở 500 Pro Series làm được cả. Còn Revo họ đang thể hiện sức mạnh quá bá đạo của mình, nhưng hôm nay thì không, trận đấu này thì không. Fire Hunter họ đang là kẻ dẫn trước và có thể sẽ là kẻ chiến thắng. Key round rất quan trọng dành cho Revolution đây. Liệu Fox có quyết định lên một AWP hay không? Số frag tới từ cả hai team vẫn đang rất đều nhau, nhưng bên phía của Fire Hunter mới là những người hiệu quả hơn. Vậy là Fox quyết định lên AWP giáp 1 rồi. Đây là một round thi đấu mà có vẻ như là Revolution sẽ triển khai đúng như những gì mà họ sẽ mang đi để đấu giải quốc tế. Tôi bắt đầu thấy một sự chỉn chu của Revolution rồi. Họ không còn phi láo nữa. Bây giờ thì đang là một tiếng pop flash để pick ngược người. Tuy nhiên thì tiếng lùi về của cún là rất nhanh. Tôi có thể thấy sự chỉn chu tới Revolution trong round thi đấu này khi họ biết rằng đây là một key round. Bắt đầu triển hình ra bài V và 2B. Tuy nhiên thì tôi xong rồi. Mini Tutti đẩy vào mid và đó gần như là dấu chấm hết khi mà anh đã nhìn thấy bom. À không, quả bom đang vứt ở khu vực lầu B, nhưng với một tiếng đẩy mid thì vẫn là quá nhiều thông tin dành cho Fighter. Dây sân trường có mạng piano và đang là một tình huống tăng về hai ở khu vực tàu bom cũ. Crazy Guy nhìn thấy dây sân trường, vậy là hay và đó là một tiếng headshot. 4v4 rồi. Mini Duty vẫn đang giữ trong mid và nó là một sự khó chịu không hề nhẹ dành cho Revo. Homer đẩy vào ư, làm cái trò gì đây? TS shot Homer nhưng quả bom vẫn đang được vứt ở nhà. Đây là một tiếng kê từ cuộc tàu bom cũ ra là đẹp tới từ Crazy Guy. Một mạng nữa và đó là double kill. Vâng, bây giờ thì vị trí của Mini Tutti vẫn đang giữ rất là... Ô không, anh ta thấy quả C4 luôn. Anh ta biết được điều này và có thông tin cho những người đồng đội rồi. Fighter chính là bên phía của Mini Tutti đã có được mạng của Fox. Trả một lửa gây ra cái việc là bên phía Revo sẽ mất rất nhiều Thôi thời sao? gian. Vâng, bây giờ dập thêm quả smoke rồi. Chỉ còn 19 giây thôi. Ôi, spam và smoke chết được cool và tin đã phải đập xuống 11-9 dành cho Fighter. Quá tuyệt vời. Bên phía Revo bây giờ họ đang khá là yếu tiền rồi. Hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay Revo đã bỏ nhà ra đi. Khi mà tham gia giải đấu này, Revo họ đã có một lời tuyên bố rất là chắc nịch là họ sẽ vô địch và sẽ chiến thắng, gọi là gần như không thua một cái map nào. Họ đã tuyên bố như thế, họ đang làm được, nhưng không, bây giờ Fighter bảo không, không thể nào luôn, các ông không được làm thế. Bên phía Fire Hunter họ đang có rất nhiều M4 và AWP trong tay của Crazy Guy, còn Revo thì 4 khẩu AK và một UMP. Đối đầu thế nào đây? Có vẻ khó. Dây sườn trưởng có được bạn của Piano IV rồi, một phạt và Piano cố gắng đẩy hiệu Mini Tutti. Sấy ơi, lôi một chút cột kết thúc Mini Tutti. 4v3. Bên phía Revo họ vẫn đang tay của bom sai. Rabutan bắn yếu được Homer, nhưng mà Homer cũng đang chọn cho mình góc đứng khá đẹp. Rabotan đẩy vào rồi, có vẻ như không ai đoán ra ư. Cú trả được mạng của Rabotan thành công 3v2. Cú làm ra một kill nhưng lại bị đốt chết bởi Fox rồi. Một mình Crazy Guy. Vâng, đây là lúc để mà Crazy Guy tỏa sáng, nhưng vị trí của Crazy Guy cũng đang khá là khó để có thể di chuyển khi mà hai thành viên của Revo họ chắc chắn sẽ đứng cho mình một cái góc kẹp chéo. Một vết thai, Crazy Guy vẫn đang còn gần như full một bộ bom trong người. Tuy nhiên thì có vẻ như là Crazy Guy không, vậy là bắt đầu vác Eagle ra để retake rồi. Tuy nhiên thì góc đứng của dây sân trường là quá khó chịu và đó là round thắng thứ 10 dành cho Revolution. Tuy nhiên thì lượng tiền bên phía của Viper còn lại vẫn đang là rất nhiều và họ vẫn thoải mái để có thể full buy ở trong round thi đấu này. Tì đang bắn cho mình tới 20 frag rồi, nhưng ngày hôm nay thì Fox đang hơi thọt và cả cún cũng vậy. Vâng, bên phía Revo họ đã vượt qua được một cái key round cực kỳ quan trọng. Và bây giờ thì họ ép cho bên phía Fighter vào một cái thế mà Piano và Mini Tutti về hết tiền.
Có vẻ như Revolution họ đang cố gắng chơi nghiêm túc hơn một chút. Họ đang phải chơi thật sự khi mà họ đang đứng trước cái khả năng thua rồi. Và bây giờ hãy cùng xem nào, bên phía Revo họ đã có ốp cho Fox, nhưng T trên tay lại là một khẩu Mark 10 thôi. Để đối đầu với những khẩu súng của Firehunter vẫn sẽ là khá khó khăn. Ở một round mà Revo họ đang tản các thành viên ra, di chuyển đơn lẻ. Trong khi đó thì Firehunter, một đội hình 3A, 4A và 1B. Vị trí của Crazy Guy sẽ bách giữa hai bom sai, nhưng bây giờ sẽ là cuộc đối đầu sau quả smoke giữa Rabutan cùng với đó là Homer. Vâng, ai sẽ là cái người khôn khéo hơn đây? Quả smoke sắp đến hồi tan rồi, và Rabutan sẽ có một cái timing gọi là đẩy ra khá là dị. Bên phía Firehunter liệu họ có đoán được hay không? Cùng với đó là vị trí của Q ở khu vực bom sai B đang solo, nơi mà các thành viên Revolution họ đang muốn đánh vào. Crazy Guy đang cố gắng hỗ trợ về rồi. Bên phía Revo liệu có thể vào được bom sai B dễ dàng? Chúng ta cũng chờ xem khi mà thời gian chỉ còn 40 giây thôi. Vâng, Rabutan đang ở vị trí bay tơ rồi. Tuy nhiên thì không phải. Nếu như Revolution quyết định đánh ngược về A thì Rabutan sẽ trở thành key player trong round thi đấu này. Fighter đang giữ cho mình ba người của bom xe A, và Revo bắt đầu tràn lát nhưng không được. Piano bắt được một người trước khi mình đi headshot đi tì. Bún đổi một Homer headshot dưới sân trường và đem về một tiêu 4v2, và Piano đang giữ một vị trí đẹp ở đây. Fox không check, một tiếng headshot ngay lập tức tới thì Piano. Và giờ thì xong rồi. Dấu chấm hết dành cho Revolution. 15-10. Và giờ thì thậm chí họ còn hết tiền. Duy nhất cún là người có 4.600 và có thể đủ lên AK mà thôi. Rabutan cũng đang có một AK cho riêng mình. Có lẽ các thành viên Revo họ sẽ chủ động đấy, họ đang chủ động up súng và drop súng cho nhau để có thể lên giáp nữa. Kun và Rabutan là hai người có AK của Brody, một khẩu 30. Vâng, hơi khó, chứ là khó thật sự, nhưng Rabutan bắn láo cái bảng Homer ngay lập tức thì Crazy Guy trả thù cho đồng đội của mình. Đưa về là 4v4 rồi. Bên phía Revo họ đã để rơi một khẩu AK. Vâng, Fox cần phải nhặt lại khẩu AK này, một quả smoke trời cho, và Fox đã ngay lập tức tận dụng để đem về được một khẩu súng tốt hơn. 4v4 và lượng bom bên người của Revolution là nhiều tràn B rồi. Nhưng cù lại một lần nữa bắn quá hay ở khu bom say B. Lửa sẽ được ném vào khu tàu bom thôi, cù vẫn lùi được về. Và bây giờ thì thậm chí cù có ba con dây sân trường, cái quái gì thế này. Trời ơi, Minutity đang móc lên khu vực lầu B và đây là một tiêu 4v2. Với việc Phantom còn một rổ bom trên người thế kia, tôi không nghĩ rằng là bộ đôi còn lại của Revolution có thể làm được, và đúng là như vậy. Double kill dành cho Piano. 23 frag tới từ vị trí của Minutity. Một vị trí stand in vào Aiden trường. Nhưng ngày hôm nay Minutity đang là người bắn quá hay. Thậm chí anh đang giữ top frag. KDA đang lên tới 1.41. Quá đáng sợ cho vị trí của Minutity. Anh ta đã có một màn ra mắt cực kỳ hoàn hảo. Vâng, vậy là trận thi đấu đầu tiên của Revolution và Firehunter đã kết thúc với một tỷ số rất bất ngờ. Một trận thua đầu tiên của Revolution, và đối thủ không ai khác đó là Firehunter. Firehunter đang cạnh tranh trực tiếp với Revolution ở một cuộc đua có thể nói là song mã ở giải 500 Pro Series này của chúng ta. Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ nghỉ trong một ít phút để đến với trận thi đấu tiếp theo, map thi đấu Mirage được pick bởi các thành viên của Revolution.
but I made it right. You came begging day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you begin. With my music together again. I see you go down, yeah, I see you go down. I see you go down, yeah, I see you go down. And I know you keep asking me, flames and fire. I know you are telling me, it's just fired. Fired.